Tada đã phát hiện ra một sản phẩm đá bay nhựa sạc rườm rà ra chuồng gà luôn nha. Một sản phẩm tích hợp 6 trong 1, vừa sạc được Apple Watch, sạc được iPhone, sạc được điện thoại và sạc cả được laptop, MacBook luôn nha. Sản này mang tên là Heart Maxus 6x1. Bây giờ hãy cùng mình unbox xem thử chức năng của nó như thế nào nhé. Tính đồ yêu thích sự tiện dụng thì thật sự mình cực kỳ thích cái em này luôn ha. Bây giờ mình test xem thử là em này có chức năng như thế nào và mình sẽ sạc trực tiếp cái sản phẩm mà mình muốn sạc cho em này luôn.